Hello, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay dậy sớm chở con gái đi đánh tennis trong đội tennis của trường nha mọi người. Thì sắp bắt đầu năm học mới thì các trường học nó khởi động bằng các môn thể thao sẽ trước đó 2 tuần. Nên hôm nay con nhỏ, con gái lên trường để đánh tennis. Thì bây giờ mới có 6 giờ 15 sáng nha mọi người. Ở đây thì mùa hè thì rất là nóng nhưng mà buổi sáng thì cũng mát. Bây giờ khoảng có 77 độ F thì khoảng có 25 độ C nha mọi người. Ui, bình minh lên đẹp quá mọi người ơi. Giờ quẹo vô trường nha mọi người. Đây là cái trường trung học ở đây ha. Thì trường rộng lắm mọi người ơi. Đây là cái sân chơi bóng chơi thể thao của trường nè mọi người. Thì sân trường này phục vụ cho đủ loại các môn thể thao hết nha mọi người. Từ bóng chày, bóng rổ, bóng bầu dục, rồi bóng chuyền, rồi chơi tennis, rồi chạy tiếp sức nha. Rồi bye bye nhỏ con gái. Bây giờ mình sẽ đi về để cùng với thằng con trai soạn cái đồ để nó đem đi dụng cụ học tập cho đem lên trường nha mọi người. Nhanh quá mọi người ơi, đến mùa tựu trường rồi nha, hết hè rồi. Thì hôm nay mình quay lại cho mọi người xem là con nít ở Mỹ thì mùa tựu trường nó sẽ phải chuẩn bị gì cho năm học mới nha mọi người. Thì thằng con của mình là tại vì nó học trường tư nên nó sẽ có nguyên một cái list về mua sắm dụng cụ học tập cho con trước khi vô học nha. Thì mình đã mua ở Target Online, thì hôm nay mình sẽ kiểm tra lại là coi có đủ hay thiếu cái gì để thứ hai con mình nó lên trường nó sẽ bỏ những cái dụng cụ đồ học tập này vô trong cái bàn học của nó. Rồi bây giờ mình cùng kiểm tra nha mọi người. Thì nó có những cái quyển vở như thế này nè mọi người. Đây, cái vở lạng này có hai loại, loại có lò xo như vậy nè và loại không có lò xo. Xong rồi nó sẽ có những cái giấy như thế này nè để cho thằng con nó làm toán. Và đây là những cái binder nha, cho con nó sắp xếp các môn học của nó, những cái tờ giấy thì rồi nó sắp xếp ở trong này nha. Rồi đây là mấy cái folder để cho nó bỏ những cái tờ giấy mà nó học hành vô rồi chia theo từng môn nha mọi người. Đây, và thôi, và tất cả nó như thế này nè mọi người. Đây. Đây. Đây là nó đem theo cái giấy để lau tay nha mọi người. Rồi thêm cái giấy này nữa. Đó, rồi có khăn giấy ướt loại này nữa nha mọi người. Để cho mấy đứa nhỏ nó lau bàn á, nó học xong thì nó sẽ lau lau bàn của nó cho sạch sẽ. Đây, sách vở. Đây có còn cái gì nữa không? Rồi cái này nữa là compa nè, rồi mấy cái bút, lại cái highlighter nha mọi người. Thì năm nay toán nó học
có học đại số nên nó phải dùng những cái compa rồi có máy tính nữa nha. Đó, để cho kiểm tra bài vở ha. Rồi, ở đây còn gì nữa? Đây, bút chì. Và đây cái đồ chuốt bút chì nữa mọi người. Đây là mấy cái này là cái bao sách nha. Cái bao sách để nó bao lại quyển sách cứng của nó. Đây giống như quyển sách này. Đây giống quyển sách này. Cái bàn này đem từ Việt Nam qua nha mọi người. Nó không có chịu nổi khí hậu ở đây là nó nứt nè. Cái này là đặt ở Việt Nam gỗ tự nhiên nó qua đây nó nứt hết trơn rồi nha mọi người. Chưa làm lại được. Rồi, đây là quyển sách nó sẽ học. Thì sách này sẽ trường phát. Cái cuốn này là mình mua. Đó nó bao sách lại gì nè, cái giấy nó bao vậy. Cái cuốn sách này thì trường phát cho các em học, còn mình mua cuốn này để mình dạy thêm cho con học ở nhà. Chứ sách này là trường phát. Mà sách này á là hả? Sách này nó xuất bản lâu lắm rồi nha mọi người. Có nghĩa là cứ sinh viên thì học sinh thì nó cứ học. Nó học rồi nó cứ truyền từ thế hệ này sang thế hệ kia đó mọi người. Đó nó cứ truyền như vậy đó. Thành ra sách cũng không có thay đổi nhiều. Thành ra mình mua sách này cũ lại mình dạy trước chương trình cho con. Còn sách thì trên trường phát, con mình hết học đó thì sẽ trả lại cho trường để các em sau học tiếp. Và trong sách đó thì mấy đứa nhỏ sẽ không có được ghi gì nhiều trong này, bởi vì các em sau sẽ học tiếp, thành ra quyển sách nó cũng rất là sạch sẽ. Nó không có được ghi bậy ghi bạ gì trong này hết, và toàn bộ nó phải dùng bằng bút chì. Nếu mà nó có lỡ ghi thì nó sẽ có thể xóa được ha mọi người. Còn đây trong cái hộp bịch bút của nó thì nó sẽ có những cái bút chì nè. Bút chì này là bút chì mình bỏ ngoài vô mình xài được, hoặc là với bút chì chuốt nha. Thì cái hộp bút này á thì mình đem nộp cho các thầy cô, thì các em mà hết bút á thì nó có cái học bàn á, nó chỉ cần nó lại nó lấy nó xài thôi, ai cũng phải nộp một hộp như vậy. Còn cái này thì nó có riêng cho nó xài đó. Thì mấy cái bút này là cứ mùa Valentine ngày 14 tháng 2 ấy, thì các bạn bè nó tặng cho nhau đó. Giờ mình bắt nó lấy là xài luôn. Nhưng mà cái loại bút này thì nó không tốt nha mọi người. Tốt nhất là loại bút chì này đó. Bút chì này xài rất là tốt. Thì trong cái bút thì nó chỉ bỏ vậy thôi. Bút chì thôi. Rồi để đi học. Rồi cái bao thì nhỏ vậy thôi. Tại cái học bàn của nó bây giờ đồ đạc nó gì nó bỏ vô một cái học bàn nó ngồi thì nó không có bỏ hết được. Thành ra người ta thầy cô giáo khuyên là nên dùng cái bút bằng vải gì nè, không có dùng cái hộp. Còn hả, vì con mình là học trường tư nên nó phải mua đồng phục. Đây đồng phục của trường nó thì mình có thể mua ở siêu thị hoặc mua các nhãn hàng khác nào cũng được, cái miễn là nó có màu trắng, màu đen, màu đỏ. Áo thì có ba màu, áo ba màu là màu trắng nè, màu trắng, màu đen, màu đỏ. Thì mình mua ở đâu cũng được, miễn ba màu trắng đen đỏ trường nó không có bán. Còn nếu mà muốn có huy hiệu trường á thì nó sẽ có một cái nơi, một cái trang web thì chỉ bán cái sản phẩm, xong rồi mình muốn nó có huy hiệu trường thì chỗ đó nó sẽ in lên cho mình luôn. Còn quần á thì nó mặc quần thì có màu kem hoặc là màu đen vậy đó. Thì vì là con học trường tư thì mới phải mua mấy cái này thôi nha mọi người, chứ trường công á thì không không có mua gì nhiều hết á, chỉ chắc mua bút chì sơ sơ rồi, rồi toàn bộ lại là do trường phát hết. Thì cái này là vở thôi, còn sách sách là toàn bộ học là trường phát hết nha mọi người. Tất cả các môn học là chỉ có sách toán với lại sách tiếng Anh á, thì cái bìa nó dày như thế này thì mới cần cái bao này, bìa nó dày vậy nè, cần cái bao này để bao.
Còn các sách kia thì mềm thì nó cứ học xong rồi nó viết lên trên đó, rồi đến cuối năm thì nó bỏ thôi, trường phát hết mấy cái đó, nó không có cần cần nhiều đó. Đó này thì bên này là phía trường trường tư nha mọi người. Thì mọi người cũng mình cũng lúc mới qua thì mình cũng nghĩ là trường tư nó sẽ không có tốt bằng trường công giống như cái suy nghĩ mình ở Việt Nam, nhưng mà thật ra ở Mỹ á, trường tư cũng có trường tư tốt, mà trường tư thì hầu như do các nhà thờ họ mở ra các trường đó và nó không có lợi nhuận, họ làm và họ không cũng do phụ huynh đóng góp tiền và nhà thờ đóng góp vô và trường không có lợi nhuận nha mọi người. Còn và họ cũng không có được tiền từ chính phủ nữa, toàn bộ là quỹ từ trường là do nhà thờ góp và phụ huynh góp vô thôi. Và trường con mình học là trường rất giỏi ở đây, cũng khó vô nha mọi người. Trường lúc nào muốn vô cũng phải đợi, đợi người ra thì mình mới vô được. Và trường 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 tư này cũng giỏi. Còn trường công thì trường công ở đây, cái khu nhà mình ở trường công cũng tốt lắm mọi người. Thành ra là mà trường công ở đây thì theo tuyến mọi người, nếu mà mọi người ở cái nhà cái khu mà trường công tốt thì con cái mọi người có thể vô, nhưng mà mình có mấy người bạn á, họ không ở khu tốt thì họ cũng nhờ bạn bè của họ giống như cho địa chỉ để con họ có thể được vào trường học trường tốt ở đây. Cũng giống như chắc cũng khá khá giống Việt Nam mình cái khoảng mà phân tuyến á, nhưng mà các trường các nhà ở cái tuyến khác nếu mà trường nó vẫn còn chỗ thì nó vẫn cho vô học, nhưng mà đa phần thì cái trường này nó rất là giỏi, thành ra là lúc nào nó cũng hết chỗ. Ngay cả những cái người con người mà ở khu này luôn mà muốn con vô học mà đăng ký trễ nhiều khi không có luôn, họ phải để cho con họ học ở nhà. Đó. Còn con mình thì nhỏ con gái thì nó học trường công ở trường trung học công thì nó cũng chẳng có mua cái gì hết đó, tại toàn bộ là trường phát hết, thì chỉ có mua cặp nè, rồi đây là một cái số một cái này nó học thì nó chia ra những cái môn học để nó có thể bỏ vô đây nó học hành nó ghi chép gì đó giống dạng vậy. Rồi những cái nó thích những cái gì thì mua, đây là những cái vở thì toàn bộ là sách và tài liệu thì là trường phát hết, chỉ có vở mình muốn ghi chép thì mình mua thôi đó. Đây là sách nè, năm trước là trường nó phát nè, thì nó học nó viết vô đây vậy đó, đây là trường phát nha mọi người đó, thì nó muốn nó học nó ghi chép lại vô đây. Rồi quần áo thì trường công đi mặc đi học thì mặc đồ bình thường giống như ấy, giống như mình đi bình thường vậy thôi, không có cần phải mặc đồng phục nha. Rồi chỉ đơn giản rồi đến ngày tới trường đi học thôi. Rồi rồi ăn cơm thì trường mấy đứa con nít sẽ nếu mà ai không có tiền thì sẽ được nhà nước hỗ trợ ăn trưa trên trường luôn, trường trường công nha mọi người. Còn nếu mà ba mẹ có tiền thì sẽ mua đồ ăn trưa cho con. Quên, năm vừa rồi thì họ không xét đến hoàn cảnh gia đình nữa mà tất cả các trẻ em đến trường đều được ăn miễn phí hết nha mọi người. Đó là một số thì đó là con nít ở Mỹ thì mùa tựu trường nó chuẩn bị như gì ha. Thì tuần sau thì thằng con trai nó sẽ đăng ký một cái ngày nó lên trường để nó đem hết tất cả những dụng cụ này lên trên trường. Rồi thứ ba nó sẽ bắt đầu năm học mới. Rồi hy vọng là sẽ có một năm học hành thật là chăm ngoan. Kiểm tra xong rồi nha mọi người. Rồi, chúc thằng con trai có một năm học thật là chăm siêng năng nha. Đây là sách nhạc là trường phát cho con trai nó học năm trước nè mọi người. Thằng con trai nó học saxophone. Đây trường phát nó học đây nè. Như nói đó, sách vở sách trên trường là phát hết, chỉ có mình mua vở học thôi đối với trường 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 tư.
Còn trường công là dường như là không có mua gì, chỉ mua bút chì hay cái gì mình thích thì mua thêm, nó không có mua nhiều giống như là trường tư ha, do tất cả là được đài thọ hết. Mà cũng cũng nói cho mọi người luôn là vào cái mùa tựu trường này á, thì sách vở cũng bán được giảm giá nữa nha mọi người. Giảm thì chẳng hạn cái quyển sách này nè, quyển vở này thì mua thì 1 đồng mấy 2 đồng cũng có, nhưng mà nhiều khi mùa tựu trường thì nó giảm thêm được 10 sen 20 sen nữa, hoặc là 50 sen tùy ha mọi người. Dạ, rất là ủng hộ cho những con nít khi mà đến trường. Quên nữa mọi người, là đây có phải có thêm cái tai nghe với lại cái con chuột nữa nha mọi người. Con nít ở đây nó học máy vi tính từ từ lớp 1 luôn, tới bây giờ là tụi nó thành thục luôn nha. Rồi máy vi tính thì trường thường phát cho tụi nó học ở trên trường nha. Ba mẹ thì chỉ mua máy vi tính khi mà nó học ở nhà thôi, còn lên trường thì nó học máy vi tính của trường. Rồi, ready. Tới trường. Sẵn đi công chuyện, mình ghé sang cái trường tiểu học, mình quay một vòng cho mọi người xem nha. Đây là trường tiểu học nè mọi người, bắt đầu bằng bãi gửi xe của giáo viên nha, hoặc là phụ huynh tới trường nha mọi người. Đây, quay mặt tiền của trường học nè. Đó, cái mặt tiền đó, cổng bước vào văn phòng của trường. Trường này là nó đi một vòng 4 cái góc đường luôn nha mọi người, trong cái khu dân cư nè. Đây, đi một vòng hết cho mọi người xem. Có một cái sân chơi cho mấy đứa con nít. Trường này tổng cộng có tới 3 cái sân chơi nha mọi người. Bên tay phải là cái phòng học đó. Đây, cái sân khu chơi con nít nè, thứ hai. Đó. Sân rộng lắm mọi người nha. Rộng kinh khủng luôn á. Hồi xưa lúc mình mới qua thì con gái mình học ở trường này được 2 năm nha mọi người. Đây. Ở đây người ta rất chú trọng cho con nít chơi thể thao nha mọi người, nên trường học nào cũng có các sân chơi rộng, cái sân bóng rổ để cho con nít nó tập hết. Rồi quay một vòng trường rồi, hy vọng mọi người có cái nhìn khái quát về ngày tựu trường thì con nít ở Mỹ chuẩn bị như thế nào nha. Hẹn gặp mọi người trong các video clip tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye.